Hello mọi người, đây là một chiếc clip dành riêng cho ngày 16 tháng 10. Thú thật là hồi nhỏ xíu thì mình rất thích sinh nhật. Thế nhưng mà cứ càng lớn thì lại càng không thích nữa. Vì thật ra nó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thế nhưng mà nó vẫn là một ngày đặc biệt vì bố mẹ sinh ra mình. Và đối với mọi người cũng vậy, chắc ngày sinh nhật sẽ là một ngày cực kỳ đáng nhớ mà mọi người sẽ muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm và những tấm hình đẹp. Cũng chính bởi vì không thích dùm beng, thế nên tôi không bao giờ để nhắc lịch ngày sinh nhật trên Zalo hay là Facebook. Vì thật sự chỉ muốn là một ngày trôi qua vui vẻ, nhẹ nhàng, bình yên mà có gia đình, người thân và những cái người bạn thật sự yêu quý của mình nhiều tới là được. Mối quan hệ chỉ cần vòn vẹn cho một vài người, nhưng mà quá là xúc động luôn mọi người ơi. Các bạn mình đã đến và chuẩn bị trước mấy tiếng và hoàn toàn bị đánh úp, thậm chí là còn cao su giờ và mặc áo phông đến, nhưng mà các bạn đã chuẩn bị cho một chiếc váy cực kỳ là xinh xắn mọi người ạ. Có cả băng rôn này, đeo như kiểu là hoa hậu thứ thiệt, lại còn cả chữ happy birthday bằng cái cài tóc ở trên đầu rất là xinh nữa. Ôi, lại còn được tô son thêm cho nữa chứ. Ây da, trời ơi, cô gái nào mà lại may mắn thế này nhỉ? Một không gian rất là tuyệt vời và xinh xắn nữa. Chắc là sẽ rất là đáng nhớ và nhắc đến già luôn mà không thể quên được. Bánh rất là ngon và hình chibi siêu đẹp luôn. Đồ ăn hết nước chấm ạ. Trời ơi, không gian lãng mạn quá. Cứ như là một cái chàng trai làm cho mình vậy. Còn cả cả hoa lavender cực kỳ thơm nữa. Và đây là chân dung của những người ở đằng sau bức hình ạ. Cảm ơn các bạn yêu thật nhiều, mong là mỗi đứa trong chúng mình sẽ luôn có thật nhiều năng lượng, bình an và may mắn trên từng bước chân, và mong muốn điều gì thì đều sẽ đạt được gấp 100 lần nha. Nói vậy chứ, sinh nhật thì là phải ăn cả tháng chứ mọi người. Sáng ra ngủ dậy còn được bạn chuẩn bị cho một ly nước mật ong ấm này, sau đó thì đi ra vườn nhặt chơi. Trời ơi, ta nói cái thời tiết đẹp hết nước chấm luôn, picnic siêu sướng. U cha, sao mà mê thế không biết nữa. Còn đây là tôi chụp ảnh kìa. Picnic xong, ta đi uống trà sữa. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, thế nên mọi người ăn sinh nhật tẹt bô với tôi nha. Đi ăn cùng với gia đình thì nhiều mà không có tấm ảnh nào. Nhưng hôm nay thì may quá, Subiel đã chụp cho mình một tấm. Con em thì đỏ từ trên xuống dưới, còn bà chị thì xanh từ dưới lên trên. Mà quên mất, mọi người nhớ ghé page nhà Múp mở ngoặc HT Store để mua mỹ phẩm dành tặng cho những người phụ nữ mà mình yêu mến nhân ngày 20 tháng 10 và dịp lễ cuối năm nha. Bye bye!